Thiết kế website chọn gói chỉ từ 1.800.000 đồng, tặng hosting và tên miền miễn phí 1 năm. Thiết kế logo theo yêu cầu từ chỉ với 300.000 đồng. Đăng tin bán bất động sản lên 100 website nhà đất hàng đầu Việt Nam với chỉ 300.000 đồng tại các trang bấtđộngsản.com.vn, Chợ Tốt, Mua Bán .net, 5giây.com, VOZ Forum. Liên hệ Zalo 0978106552, thiết kế webchuyền.com hoặc thông tin chi tiết trong phần mô tả dưới video này. Cánh cửa sắt giá 1 tỷ đồng vào bí kíp hốt thêm tiền từ mua bán bất động sản của Sa Hưng. Nhắc đến doanh nhân Phạm Thành Hưng, giới khởi nghiệp cũng như số đông khán giả chương trình Thương vụ Bạc Tỷ Shark Tank Việt Nam đều ấn tượng bởi lượng kiến thức đa ngành, khả năng hoạt ngôn hay tư duy logic. Ông Hưng được ví von là Shark Bách Khoa Toàn Thư. Tại Sun Group, Shark Hưng cũng từng cho biết mình đảm nhận vị trí đối ngoại, từng được chủ tịch tập đoàn ví là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Sun Group. Vì thế không quá khó hiểu khi vị doanh nhân này thường xuyên được mời đến các buổi nói chuyện về kinh doanh nói chung và bất động sản nói riêng. Trong một buổi talk show, vị doanh nhân này bẩm mí cách những nhà đầu tư nhỏ có thể tự nâng giá trị bất động sản bằng cách gia tăng giá trị cho mảnh đất. Tất cả những biến đổi về vật lý như chia mảnh đất lớn thành mảnh nhỏ hoặc gộp mảnh nhỏ thành mảnh to đều tạo ra giá trị gia tăng. Một ví dụ cụ thể được Shark Hưng đưa ra chính là tại thành phố Hà Nội, từng có người bán một cánh cửa sắt giá hơn 1 tỷ đồng cách đây hơn chục năm. Thời điểm 10 đến 20 năm trước, Hà Nội chưa có quy định về diện tích tối thiểu của một lô đất như chiều sâu tối thiểu, mặt tiền tối đa. Nguyên nhân của cánh cửa sắt có giá 1 tỷ đồng này là bởi đây là thứ còn sót lại trên diện tích đất sau khi giải phóng mặt bằng mở rộng đường. Và điều đặc biệt, cánh cửa này lại chạm phía trước một mảnh đất đằng sau. Shark Hưng chia sẻ, thế là chủ mảnh đất đằng sau buộc phải mua cánh cửa xếp đó để ra được mặt đường. Hoặc trường hợp khác là một người bạn thân của Shark Hưng rơi vào thế khó xử khi không biết đầy đủ thông tin về mảnh đất mà mình đã mua. Người này mua mảnh đất hai mặt tiền. Một mặt giáp đường xã Đàn, một mặt giáp đường Tây Sơn với diện tích 80m². Với mặt đường xã Đàn, phía trước mảnh đất này sau khi giải phóng mặt bằng xong vẫn còn sót lại một khoảng đất cỡ nửa mét. Vị chủ cũ có cơ hội mua lại mảnh đất nhỏ này đã không mua vì nghĩ rằng trước sau gì cũng thuộc về đất nhà mình. Sau khi người bạn của Shark Hưng mua mảnh đất hai mặt tiền này, ngay chính trên khoảng đất nhỏ kia được thành phố dựng nên tấm biển pano. Điều này làm mất giá trị của một mặt tiền. Từ ví dụ này, Shark Hưng cho rằng người chủ đất ban đầu đã có cơ hội gia tăng giá trị cho bất động sản nhưng đã không chấp lấy thời cơ. Shark Hưng cho biết, đầu tư nhỏ lẻ hay đầu tư lớn, chúng ta cũng phải nhìn và lưu ý muốn tạo ra giá trị gia tăng hay điện tức thay đổi thì phải có sự biến đổi về vật lý đối với bất động sản. Chúng ta phải dự đoán được khả năng xảy ra thành hiện thực, ví dụ bao giờ Củ Chi vào nội thành, bao giờ sân bay Long Thành bay được. Nếu không nhanh nhạy nắm bắt sát thì rất có thể chúng ta không chờ đợi được đến lúc thành công. Về lý thuyết, nhóm yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến giá trị bất động sản cơ bản bao gồm 6 yếu tố là vị trí, diện tích, địa hình, đặc điểm, môi trường và thiên nhiên. Thứ nhất là vị trí. Vị trí là yếu tố đứng top đầu ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị bất động sản. Khả năng sinh lời do yếu tố vị trí bất động sản mang lại bao nhiêu thì giá trị bất động sản tương ứng bấy nhiêu. Vị trí sinh lời càng cao thì giá trị bất động sản càng cao. Nhìn chung, vị trí được định nghĩa và chia làm hai loại là vị trí tương đối và vị trí tuyệt đối. Cả hai loại vị trí này đều có vai trò vô cùng quan trọng trong việc định giá của bất động sản. Đây chính là những ví dụ mà Shark Hưng đưa ra. Thứ hai, kích thước diện tích mảnh đất. Kích thước và diện tích mảnh đất tối ưu trong mục đích sử dụng, thỏa mãn được nhu cầu cụ thể của đại đa số người mua. Thông thường, mảnh đất diện tích vuông vắn có mặt tiền lớn được định giá cao. Thứ ba là địa hình. Địa hình nơi bất động sản tọa lạc cao hay thấp hơn so với các bất động sản khác trong vùng lân cận có tác động đến giá trị bất động sản. Ở những khu vực thấp, vùng trũng, thường hay bị ngập nước vào mùa mưa hay bị hiện tượng thủy triều như bất động sản ven biển thì giá của bất động sản sẽ thấp, ngược lại giá của bất động sản sẽ cao hơn. Thứ tư, đặc điểm trên mặt đất và trong lòng đất như độ dày của lớp bề mặt, tính chất thổ nhưỡng, vật lý. Đối với từng mục đích sử dụng thì yếu tố đặc điểm mặt đất, lòng đất sẽ ảnh hưởng tới mức giá khác nhau. Bạn cần mua đất để ở, để kinh doanh thương mại dịch vụ thì sẽ không cần quan tâm đến chất đất như là độ màu mỡ của đất. Điều này là ngược lại nếu như mục đích sử dụng vào sản xuất nông nghiệp. Thứ năm, tình trạng môi trường. Môi trường khu vực bất động sản tọa lạc trong lành hay bị ô nhiễm, yên tĩnh hay ồn ào sẽ góp phần ảnh hưởng đến giá trị bất động sản. Điều này có thể nhận thấy dễ dàng nhất đó là các bất động sản nghỉ dưỡng, cùng là khách sạn 5 sao nhưng ở một nơi có thành phố bụi bặm và một nơi ở biển đảo trong lành thì tình trạng môi trường quyết định rất nhiều vào việc giá bất động sản đó. Thứ 6. Tiện lợi và rủi ro từ thiên nhiên. Các sản phẩm bất động sản nằm ở những vùng có nguy cơ gặp các sự cố về thiên tai như bão, động đất, khí hậu xấu.
thì giá trị sẽ thấp hơn rất nhiều so với các bất động sản ở vùng an toàn về thiên nhiên. Thảo Nguyên, Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.